Nó là núi nhiều. Cây to đẹp long lanh. Cây này dòng mấy mà có quả. Cái dầm nó hơi nhẹ, dầm đánh cây nó phải đầm hơi nặng tay thì đánh nó mới xuống. Không phát đâu, cái giống gì đó, đánh nó đẹp quá đó. Nhìn là nghe nó không thoáng. Đánh nó không thoáng. Đấy, cái đành cây dựa này, ba cây đành cây dựa này luôn đấy. Đành cây dựa đấy.